Đào Hồng Đơn Venus, 10 năm đồng hành hương sắc Việt. Để gìn giữ nét đẹp thanh xuân tươi trẻ, từ làn da, vóc dáng, đặc biệt vòng một căng tràn như tuổi đôi mươi là ước mơ của nhiều chị em phụ nữ. Thấu hiểu được điều đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thượng Dòng, Nguyên Viện trưởng Viện Dược liệu Trung ương, cùng đội ngũ đã dày công nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm Đào Hồng Đơn Venus giúp trẻ hóa cơ thể, làm đẹp vóc dáng vòng một cho phái nữ. Trong suốt hành trình 10 năm có mặt trên thị trường, Đào Hồng Đơn Venus đã trở thành người bạn không thể thiếu, giúp hàng triệu phụ nữ Việt Nam tìm lại vẻ đẹp căng tràn hạnh phúc như tuổi đôi mươi. Viện Dược liệu Trung ương hiểu rằng, để cải thiện chất lượng hiệu quả nhất, hoàn thiện được giấc mơ của chị em phụ nữ thì phải đề cao chất lượng lên hàng đầu. Vì chỉ có chất lượng tốt, sản phẩm hiệu quả cao mới giúp chị em phụ nữ nhanh chóng có được vòng một căng tràn, đầy tự tin. Với nguồn thảo dược Crown Cua trắng chuẩn hóa từ Thái Lan, Đào Hồng Đơn Venus giúp kích thích sự phát triển của ngực, làm săn chắc ngực một cách tự nhiên, giúp giảm thâm nám, làm đẹp da và điều hòa nội tiết cho chị em. Trên dây chuyền sản xuất nghiêm ngặt, được đầu tư trang thiết bị tân tiến nhất, hiện đại nhất, Viện Dược liệu Trung ương luôn đảm bảo đầy đủ các quy trình sản xuất, từ kiểm soát nguyên liệu đầu vào, bào chế, phối trộn theo công thức độc quyền, tới đóng gói thành phẩm và đây cũng là cơ quan đầu ngành về dược liệu đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia. Mỗi quy trình thực hiện đều được kiểm tra kỹ càng nghiêm ngặt bởi các chuyên gia, dược sĩ hàng đầu, góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất, qua đó có thể dễ dàng thấy được vì sao Đào Hồng Đơn Venus là sản phẩm đứng đầu về chăm sóc vòng 1 do Thời báo Kinh tế bình chọn và có mặt trên thị trường 10 năm qua, được hàng triệu phụ nữ tin dùng. Sản phẩm Đào Hồng Đơn Venus sở hữu bảng thành phần vượt trội với 4 nguyên liệu chính. Cây Crown Cua trắng mạnh mẽ gấp 3.000 lần mầm đậu nành, làm nở, săn chắc ngực, trẻ hóa cơ thể, giúp làm đẹp da, mờ nếp nhăn hiệu quả. Meriva Cucumin giúp chống oxy hóa gấp 300 lần vitamin E, làm da sáng mịn, trẻ hóa. Damiana Leaf tác dụng điều hòa nội tiết tố, tăng cường sinh lý nữ, giúp thăng hoa cảm xúc vợ chồng. Tinh chất mầm đậu nành tối ưu hóa tác dụng tăng kích thước vòng 1, cải thiện chức năng sinh lý nữ do thiếu hụt estrogen. Với chất lượng được đảm bảo, quy trình sản xuất hàng đầu, giàu kinh nghiệm, bảng thành phần vàng, Đào Hồng Đơn Venus có thể giúp chị em phụ nữ ngày một tự tin hơn với vòng một căng tràn, đầy sức sống.